Điều thứ hai là suốt ngày hù cho anh giật mình. Không hiểu sao mà lại thích gọi giật mình thế. Vợ đang nấu cơm đang trong nước sôi lửa bỏng cũng hù. Mà nhiều lúc đang ân ái cũng hù. Đang nằm trên giường đang vứt xe. Chứ mà em không hiểu ra mà ngày nào cũng bị hù mà lần nào em cũng giật mình luôn. Nhưng mà anh thích hù à? Em thích điều đó, em rất là em không hiểu tại sao nó là kiểu một cái turn on trong chơi chơi mẹ. Em rất là thích cái điều mà em khổ mà em thế em mới sợ. Anh người khác quá thả thôi đúng không? Bạo lực thôi. Chứ không phải bạo lực nhưng mà em chỉ thích. Em rất là thích cái cảm giác ép bò ấy. Đúng rồi, ngày nào cũng hù em cũng thả. Tại vì trong em còn căn cái lúc em không thể ngờ đến. Rất là sáng tạo, hôm trước thì có thể hù trong lúc đang tắm. Đâu sao? Đang ngồi nói chuyện rất nghiêm túc. Tại vì chẳng có bắt nhau cũng hù được. Trong lúc ân ái mà hù cái lạ lắm. Chuẩn bị đấy ạ, lúc chuẩn bị. Lúc em đang chuẩn bị cảm có nhiều cảm xúc. Lúc tôi đang thăng hoa hồ cái đấy, nó tụt cảm xúc lên sao?